Hello. 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 It's me. Hello. 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 It's me. Hello. Hello. Nói hoài. Alo, phòng chăm sóc khách hàng PT Ben mà số 7326 xin nghe. Em à, xin phép 18 cho em xem được. À, ok, đợi chút xíu nha. Ừ. Hello. Em à. This is sale, Brim. Can I help you? Em à. What do you say? I don't understand you anymore. Alo, phòng bảo vệ xin nghe. Sao? Anh muốn tâm sự gì với em hả? Sao anh không nói gì hết vậy? Nói đi anh. Alo. Alo, phòng chữa cháy. Em à, sao đi cho anh xem. Hả? Cháy chỗ nào? Hả? Em à, xin đi cho anh xem với. Hả? Thiêu hết rồi hả? Em à, sao đi cho anh xem với. Em à, xin đi cho anh xem với. Rồi không xấu rồi ba, gọi hoài. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau. Sau khi một tấm cho anh xem nè. Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Em à, sau khi cho anh xem với. Khi yêu em còn tim đầm sâu. Em à, sau khi cho anh xem với. Vậy mà người vội vàng quên mau. Em à, xin đi cho anh xem với. Sao bên em anh luôn cố giấu. Sau khi một tấm cho anh xem nè. Làm lanh lung để rồi mất nhau. Alo, ngân hàng BD hả? Em khỏe chưa? À, thì... selfie cả cho anh ngắm xem. Alo. Alo. Selfie cả cho anh ngắm xem. But first, let me take a selfie. Hello. Anh à. Nhớ em không? Em khỏe chưa? Selfie cỡ cho anh ngắm xem. Bye.